Rồi, em lại tiếp tục video này nha cả nhà. Thì cũng xin thông báo lại một lần nữa là em không có bán tại cửa hàng nữa. Anh em đặt hàng thì xin vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện, anh em sẽ gửi hàng đến nơi, thu tiền hoặc là anh em chuyển khoản. Bên mình sẽ không tiếp nhận những anh em đến đây. Mình cố gắng thêm khoảng tuần hơn tuần gì đó, hy vọng là sẽ nó cái cơn dịch này mình Việt Nam mình sẽ dập tắt hết ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với cả nhà, đây là một cái tô vít căng lực. Mọi người nhìn này chắc cũng biết rồi ha. Tô vít căng lực của Tony Chi. Đây, Made in Japan. Cái này mới 100% luôn. Còn cái tờ hướng dẫn nữa nè, cái tờ giới thiệu nè của Tony Chi full mới luôn. Rất là đẹp. Anh em khi ra bãi mua thì nó có những cái cây nó sử dụng rồi ha. Sử dụng rồi có khi nó không chính xác, mà những cái cây này là mới 100%, hoàn toàn chưa dùng. Chất liệu của nó là hợp kim nhôm. Cái dãy lực của nó ở đây là nó để từ 0 cho đến 4.5. Ồ 7. Từ 10 cho đến 50 cm. Nè. Có một cây duy nhất thôi. Đó, từ 10 cho đến 50 kg. Căng lực. Và cái này thì nó không có mũi anh em, không có mũi, mình sẽ kèm theo cái mũi này của về sale gắn ở đây cho anh em sử dụng ha. Full mới luôn, chưa dùng. Rồi, thì cái này mình bán giá cái căn này ở cái tô vít này là 1.400.000, mã đặt hàng là D862. 1.400.000 ha, giá là giá chưa ship. Cái vít này nó mới hoàn toàn, anh em yên tâm sử dụng, nó không có còn thức khi tô vít cũ nó căng không đúng, còn này là chính xác ha. Tiếp tục là mình đây mình có một cái kéo. Kéo này là dùng để cắt thảm nè, cắt ton. Ton thì dùng cắt tấm mỏng thôi. Cắt những cái tấm thảm bằng nhựa hoặc là những cái tấm thảm bằng nỉ, rồi cắt những cái tấm ton nhỏ ha. Cái này thì hàng Nhật sẽ xuất tại Đài Loan. Cái này mã đặt hàng là D838, 170.000. 170.000 ha. Cái này giá cho ship. Những cái kéo này thì tại sao mình biết nó hàng Đài Loan? Tại vì khi những cái kéo mới về thì nó có bao bì thì mình biết được. Thường này của thằng Ad Cao Ngọt. Một cái kéo này chiều dài của nó hiện tại là nó đã dùng rồi ha, nhưng mà còn cắt tốt. Dĩ nhiên là sẽ có mẻ, cái này thì không thể cắt vải được nữa. Nhưng mà anh em về anh em cắt nếu như anh em đi ra mài thì lại thì cắt giải được ha. Cắt này cắt nọ đều được, giá cũng rẻ chứ không phải là mắc. Cái này chiều dài của nó thì 240 mm. Cái này mình bán giá của nó là 100.000, mã đặt hàng là D794. D794 giá 100.000, giá là giá chưa biết ship. Tiếp tục là một cái kìm mổ quạ của Shizuke. Shizuke cái này nó có cái lò xo ha. Cái này thì có dự sử dụng rồi, găng đẹp. Đó. Cái này mình bán giá 180.000, Made in Japan ha. 180.000, mã đặt hàng là A756. 180.000 để tôi ship. Một cái cưa gấp, ở đây mình có cái cưa gấp cán gỗ. Cưa này cực kỳ xịn luôn. Anh em xem cái cưa này nó có giá bao nhiêu nha. 4.500 yên, nó khoảng 900.000. Không, cái cưa này rất là mắc tiền. Cưa này chắc là nó làm thủ công, nó có cái gì đặc biệt đó, nó mới mắc tiền. Có một số cái cưa cán gỗ rất là đặc biệt, nó mắc tiền. Thì cái cưa này nè, cưa này khá là mắc tiền. Của hãng Miki Shio nè, Made in Japan. Cái này kích thước của nó là 210 mm. Nó có những cái khoảng trống như thế này là mọi người biết là nó để dùng nó thoát phôi đó. Cưa mình cưa nó sẽ thoát phôi nhanh. Cán của nó làm cũng khá là mập, chứ không phải là ốm, chắc chắn lắm. Cái này mình bán giá là 350.000, mã đặt hàng là D818, 350.000, giá chưa ship luôn, hàng xịn ha. Này thì khi mà mình lấy lên thì ở đây nó có cái chốt gài kìa nè, có chốt gài. Muốn lấy xuống người ta bấm nút này, kéo xuống. Cưa này khác biệt hơn những cái cưa khác, mình mới thấy cái cưa loại này nên nó mất tiền. Một cái cưa gấp của Bakuma nội địa Nhật ha. Cưa này lưỡi nó còn mới chát luôn, lưỡi dường như là sử dụng mới có một hai lần thôi. Cái này mình bán 420,
kích thước của nó là 210mm, dùng để cưa kiển, cán là cán cao su making the band ha. Cái này D806 420.000, giá chưa ship nha. Một cái chìm này là dùng cho anh em làm hàng ha, làm ngụy, làm gì gì đó, cái những cái luyện này nọ đâu, sử dụng trong nóng á, hoặc là anh em kẹp tay anh em hàng, khi mà ấy thì mình chỉnh đây, chỉnh ốc này nè để nó kẹp vô ha. Cái này của thằng Kakuta nội địa Nhật á, này rất là lâu đời, nó bền vậy đó. Thì cái này giá của nó là 270.000, mã đặt hàng D855 ha, 270.000. Thì ở đây có hai cây, nếu anh em mua nguyên cặp thì anh em để hai cây luôn. Một cái cảo ép nội địa Nhật, cái cảo này nó thì rất là dày, anh em xem cái cảo của người ta nè, làm rất là đẹp và dày. Chiều dài của cái này, cái cảo này nó cảo được là 2 tấc rưỡi, cảo là 2 tấc rưỡi, đúng rồi, cảo được 2 tấc rưỡi ha, cảo tối đa là 2 tấc rưỡi. Thì cái này giá 250.000, mã đặt hàng là D868, 250.000, và giá này giá chưa có ship. Một cái bào gỗ kim loại, ở đây mình có hai dạng bào gỗ, bào gỗ một cái là nó, cái vỏ của nó giống như là composite gì đó, nó không phải là nhựa, nó chất liệu giống như là vỏ, như là cái composite mà những cái bồn hoặc là những cái vỏ mà những cái chiếc vỏ lãi ở dưới sông nó giống vậy nè. Ở phía dưới này thì là kim loại inox, ở trong này nó có để lưỡi xe cua cho chúng ta trong này ha, như là hai lưỡi kiểu như lưỡi công nghiệp chứ không phải là lưỡi thủ công. Thì cái này giống như cái bào công nghiệp của Mỹ vậy đó, hàng Nhật thì làm cái kiểu này, còn Mỹ thì như là Stanley chẳng hạn ha, Ovin, nó giống kiểu gì đó. Cái này mình bán 350.000 ha. Cái bề ngang của cái lưỡi này là được là 5 cm, ở trong này nó có sẵn lưỡi ta nha, ta đè xuống, dịch đè xuống ta đó. Này có lưỡi sẵn trong ta, trong này đây là hai lưỡi ha, hai lưỡi với cái lưỡi gắn trong này nó là 3 lưỡi. Giá của cái này là 350.000, mã đặt hàng là D453, 350.000, và giá là giá chưa ship. Còn cái cây này, cái này thì là kim loại hết, nguyên một khối kim loại rất là nặng luôn, nhìn rất là đẹp, của hiệu Trung nội địa. Thì cái loại này thì cái lưỡi ở đây mình không còn, hai cái lưỡi ở đây mình không còn, lưỡi xe cua. Cái này nó giống như cái lưỡi, cái bào này nó giống như cái bào điện á, bào điện là tức là nó chỉnh cái bàn này nè, cái bào điện thì nó chỉnh cái bàn thấp cao, cái bàn người ta dặn phía trước á, thì cái này nó cũng vậy nè, chỉnh ốc này phải không, ta muốn cho nó ăn nhiều hơn thì người ta chỉnh ốc này cho cái mặt này nè, nó đi xuống một chút xíu nữa và nó nhích lên nè, thấy không, mọi người thấy là nó nấy lên ha. Giờ tôi siết xuống thì nó sẽ xuống, bây giờ nó đang đi lên đó. Nè, bây giờ nó thụt xuống rồi nè, thấy không, là nó chỉnh ăn dày, ăn ít ăn nhiều ha, là chỉnh cái này, chỉnh cái ốc này. Cái này giá 380, cái này có thể để sưu tập cũng được mọi người. D859 giá 380.000, chất liệu bằng nhôm hợp kim nhôm, rất là dày. Anh trên ta, cái này nó nằm tầm khoảng hơn ký lô, ký mấy á, khoảng ký rưỡi á. D859 nha, 380. Lưỡi thì nó hiện tại là nó không có mẻ, ta về em ta mài nãy ta xài cũng là rất bén. Một cái đó đúng không, còn mình còn một cái nữa đâu cả. Cái màu xanh lá cây đây này cũng hiệu Trung luôn, một cái kiểu nó khác đi tí xíu. Đây thì hiện tại mình không có lưỡi, 300.000, cũng là chất liệu là nhôm luôn. Cái bề ngang của lưỡi này nó được là 45 ly, lưỡi không có bị mẻ ha.
D858 300.000. Cái này anh em về để anh em sử dụng hoặc là trưng bày cũng rất đẹp. Một cái phân tay nữa. Cái phân tay này. Đó. Hàng nội địa Nhật. Cái này thì nó kẹp tối đa là 6 ly luôn. Đó. Cái này đó có sử dụng rồi. Ở đây thì dặn ra này nó ồ nó kín dính cứ ngắt rồi. Tức là ở đây như là nó có cái chỗ đêm tái nào mà nó cứ ngắt rồi. Rồi, cái này thì mình bán 200.000, mã đặt hàng là D822, 200.000, giá chưa ship luôn, chưa phí vận chuyển. Một cái thép keo rất, rất là dày luôn, đã qua sử dụng, hàng nội địa ha, thép không rỉ, keo 45 độ, keo đứng được nè. Và cái này mọi người thấy là cái cây này nó dày quá trời luôn nè, à, bình thường cái cây này nó phân nửa ha, cái này nè, nó dày ghê luôn á. Đây nó đâu tầm khoảng là 6 ly á, nó dày khoảng 5-6 ly á, này nè, cái thước bình thường nó mỏng hơn. Cái này mình bán 170, mã đặt hàng là D795, 170.000, kem gốc 45 độ. Một cái mỏ lết nữa, ở đây có một cái mỏ lết nữa. Cái mỏ lết này là mỏ lết của thằng Sanki. Sanki 300ml luôn, cái này hoàn toàn chưa sử dụng luôn. Cũng là đời cổ, ha, đời rất là cổ. Saben làm rất là nhìn đúng là xưa, mà cỡ như mấy chục năm về trước mình ở đây mình chưa có được những cái mỏ lết như thế này đó, chứ mình xài mỏ lết của Mỹ đâu không, chứ giờ họ đi trước mình biết bao nhiêu năm đó. Cái này giá của nó cũng là 450.000 mọi người, mã đặt hàng là D824, 450.000 của Sanki ha, và giá là giá chưa có ship luôn nha, chưa phí vận chuyển. Một cái thước căn thủy của Mặc veo cái căn thủy nè, dày ghê luôn, người nhìn là thấy một ghiền liền. Đây nó có tay cầm cho anh ta cầm nha, phẳng băng dày. Đây nó có thủy ngang, thủy 45, thủy đứng đó, thấy không, 7 tấc rưỡi. Cái này 7 tấc rưỡi, dài 7 tấc rưỡi, nó không có tự tính nha, cái này không có tự tính. Cái này giá của nó là 600.000, mã đặt hàng là D802, 600.000, anh em chuyển khoản thì mình bao ship nha. D802, 600.000, và giá là giá chưa ship, chưa phí vận chuyển luôn. Một cây ngắn hơn này của thằng Cod, hiệu Cod. Cây này Cod này thì nó có tự tính. Cái Cod này nó có tự tính. Cod này nó cũng như cái kia, có thị đứng thị ngang này đủ hết. Nè, dày ghê không? Khiếp luôn á. Cầm lên mọi người biết nó xịn này. Nó có tự tính ở đây. Cái này mình bán giá của nó ở đây là 550.000, mã đặt hàng là D799. D799 550.000, thì kích thước này là 6 tấc ha, 600ml. 600ml nha. D799. Có cái còn miếng hướng dẫn, miếng giới thiệu. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Anh em đặt hàng thì xin gọi điện hoặc nhắn tin đó. Đó, và khuyến cáo anh em hạn chế đi ra đường trong thời điểm tiện tại ha. Đó, ở nhà đặt hàng rồi mua ở nhà ngắm nghía, ở nhà mình làm gì đó, chứ đừng đi ra ngoài, hạn chế đi, từ từ từng hai từng là xong rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà, chào cả nhà, chào mọi người.